sống thương yêu hòa bình. Tuần báo phát triển điện năng. Tuần báo điện khí phân giải dành riêng cho bạn đạo thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Số 1512, ngày 30 tháng 6 năm 2024. Sống động. Sống động hiểu được nguyên lý tốt, giải tỏa phiền ưu chẳng phật phòng, khai triển chứng minh thông đạo pháp, thành tâm tu luyện chuyển thông hòa. Lương Sĩ Hằng. Mục bé 8 năm 1998. Thưa các bạn, Mục bé 8 viết qua tâm không, liên hệ với từ quan của Đại Bi. Nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào. Có đạo tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục bé 8. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh. Kính bái bé 8. Câu 1. Sydney, ngày 3 tháng 4 năm 1998, 3 giờ 20 phút sáng. Hỏi: muốn quy hình vạn trạng thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn quy hình vạn trạng thì phải tự tu giải, thì nghiệp lực mới tan biến, ánh sáng nội tâm mới bừng sáng, bằng không thì sự tham dâm sẽ gia tăng. Độc tài, muốn khống chế người khác, tạo tội cho chính mình mà không hay. Kệ: tâm linh không phát chẳng viên may, trí tuệ không minh khó đổi thay, ấm ức trong lòng không giải quyết, bình tâm học hỏi tự mình may. Câu 2. Sydney, ngày 4 tháng 4 năm 1998, 6 giờ 30 phút sáng. Hỏi: người tu thiền cần trung thành hay không? Đáp: thưa, người tu thiền rất cần trung thành hành pháp mà mình đã nhận được, thì sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Kệ: trung thành tự giải mê mù tiếng, thanh tịnh lo tu chẳng có phiền, duyên Phật tình trời nay sẵn có, trì tâm thanh tịnh giải tâm phiền. Câu 3. Sydney, ngày 5 tháng 4 năm 1998, 3 giờ 10 phút sáng. Hỏi: phục vụ đại sự chung cần thật thà hay không? Đáp: thưa, phục vụ đại sự chung rất cần sự thành thật, không nên bịa đặt và tự hại. Kệ: thành tâm chất phát chẳng lầm sai, xảo trá lưu manh chẳng có oai, tạo động tạo sai gây chấn động, thần kinh bất ổn cứ làm sai. Câu 4. Sydney, ngày 6 tháng 4 năm 1998, 2 giờ 10 phút sáng. Hỏi: sanh sự, sự sanh có phải không? Đáp: thưa, sanh sự thì sự sẽ sanh. Nhiều nghiệp chướng, tu khó tiến và chỉ nuôi dưỡng xảo trá tự gạt mà thôi. Kệ: tâm linh phát triển chẳng sang tồi, chuyển hóa quân bình tự đạt ngôi. Phục vụ thành tâm tâm tự phát, tham dâm dẹp bỏ tiếng từ hồi. Câu 5. Sydney, ngày 7 tháng 4 năm 1998, 4 giờ 10 phút sáng. Hỏi: mục đích cuối cùng của người tu thiền vô vi sẽ đi về đâu?
Đáp: Thưa, mục đích cuối cùng của người tu vô vi là tự trở lại tự nhiên và hồn nhiên như lúc sơ sanh. Hồn mới được thanh nhẹ và loại trừ mọi nghiệp lực trong nội tâm, nhiên hậu mới có cơ hội về quê xưa chốn cũ của phần hồn. Kệ: Trở về căn bản lý sanh tồn, hồn tiến vượt mây vượt ác ôn, khoa học huyền bí đều cởi mở, tự tu tự tiến cứu phần hồn. Câu 6. Sydney, ngày 8 tháng 4 năm 1998, 3 giờ 55 phút sáng. Hỏi: Văn chương hay có bị lạc không? Đáp: Thưa, văn chương hay chừng nào lại tọc mạch chừng nấy. Thích viết chuyện người khác, quên viết chuyện mình. Lạc vào đề tài của người khác, mất vị trí tâm linh mà không hay. Kệ: Cảm tác mình hay cứ đổi thay, tâm không tự trụ lại bày hày. Tâm linh thất thoát mà không biết, đường lạc không hay lại viết bài. Câu 7. Sydney, ngày 9 tháng 4 năm 1998, 4 giờ 10 phút sáng. Hỏi: Cúng hoài có hữu ích gì không? Đáp: Thưa, cúng hoài mà không thấy gì hết cũng như không, không ích lợi gì cho tâm thân cả. Muốn tu đàng hoàng thì chỉ có thiền thì mới có cơ hội thức tâm. Kệ: Tham thiền nhập định giác tâm thân, tiến hóa thâm sâu chuyện tối cần. Cúng quẩy ăn rồi thân mệt nhọc, thực hành nhập định lý phân tầng. Cùng đọc thơ Đức Thầy. Bài thơ: Bộ lạc trọc, tâm mang khí giới tình thương, đi đây đi đó mở đường tâm linh, thực hành chân pháp chuyển khuynh, thương yêu tha thứ tự mình dựng xây, cảm thương thiên hạ vui vầy, trong không mà có ngày ngày thức tâm. Đường đi chẳng có sai lầm, giữ tâm thanh tịnh siêu âm đạt hòa. Càn khôn vũ trụ tình cha, hy sinh tận độ vui hòa cùng con. Tình thương sống động chẳng mòn, tâm tâm tương ứng chẳng còn si mê. Thực hành tự lộn trở về, quy y tâm pháp bối bê chẳng còn. Càn khôn vũ trụ nỉ non, nhiều hồn tiến hóa chẳng còn u mê. Nhớ thương khai triển muôn bề, vui trong chân thức chán chê chẳng còn. Nằm trong chân lý vuông tròn, chân hồn thức giác tự ôn lại bài. Càn khôn vũ trụ thanh đài, quy y tam bảo rõ ngay cha trời. Tự mình thức giác hợp thời, quang minh chánh đạo đời đời dựng xây. Bạn đạo mến cảm vui vầy, đi đây đi đó thân này cảm an. Lương Sĩ Hằng, New Orleans, ngày 22 tháng 11 năm 1987. Yêu, 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 thật là yêu. Thương, 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 thật là thương. Về đây chung sống, thương yêu hòa bình. Về đây chung sống, thương yêu hòa bình.